Con chào các cô chú. It's almost Tết, so we got some decorations. First is this. I bet you already saw it. Then it's this from Mary. This and this. Đây là cái bảng backdrop ở nhà của Tiên để chụp hình. Rồi kế tiếp. Coi thiên tử đâu rồi? This and this. À, đây là Đức Mẹ, tượng Đức Mẹ. Năm nào cũng có tượng Đức Mẹ. Rồi, kế tiếp. And then we have this decoration. We have to put a lot of work inside of these. Cái này cái gì thiên tử mẹ quen rồi. So this is when we sit and eat some food. À vậy hả? And we eat some food. Đây là quà để gửi cho ba mẹ, mọi người. Wow, and this and the top. Đó hả? Đây là trang trí mà Tiên và Thiên Từ làm để cho cả nhà. Đây. Đây là con rồng nè. Đây là cảnh con rồng. Năm nay là năm của con rồng mà. Đây là một bình hoa khác ở nhà. And then we have this. Là đâu nữa? Rồi cuối cùng là cái gì coi nào, nhà bếp. It's all here. Con này trang trí thì nó sẽ đơn giản hơn, nó không giống như những năm khác. Nhưng mà ít ra nhất thì mình cũng sẽ có một chút xíu bầu không khí để cho nhà. Thì Tiên thì cũng chỉ làm những cái đơn giản thôi. Tức là ở đâu cũng có những cái hoa lan trắng. Đây. Đây là nhà bếp ở nhà. Thì cũng có một cái chậu hoa lan với những chữ chúc Tết thật là ý nghĩa. Đúng không con? Yeah, and then we have Tết này con thích cái gì Thiên Tử? Đâu? Đây và ở ngoài thì cũng có một cái bình bông cho Tết cuối cùng ở dưới đây thôi. Đó. Gần yeah, con đấy. Rồi. Con nói con chúc. Con nói sao Thiên Tử? Con chúc các ông cô chú. Rồi. Có một năm mới. Vui vẻ. Thật nhiều sức khỏe. Và luôn tràn ngập. Niềm vui. Và hạnh phúc. Happy New Year. Happy New Year. Bye. Ready to go? Yeah.